Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Cho Bài. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký gói 100.000 tại quỹ STMO nhé. Thì cứ lâu lâu là mình lại quay lại một cái video mua quỹ để cho anh em cập nhật về cái tình hình hiện tại thì quỹ mua như thế nào và có sự thay đổi gì không, và từ lúc thanh toán đến khi mà nhận tài khoản nó có bị lâu hay không. Trong cái tháng 6 này, đây là một cái tài khoản đầu tiên mà mình thi lại tại quỹ STMO. Tài khoản live 100.000 trước đấy của mình thì đã bị trượt rồi, thì bây giờ mình phải đăng ký để thi lại. Thì các bạn click vào thử thách STMO mới này. Ở đây thì là USD này, vốn ban đầu thì mình đăng ký gói 100.000 này. Loại tài khoản này thì mình sẽ chọn là STMO Swing nhé. Đấy. Nền tảng thì MT4, MT5, CTrade hoặc DXTrade. Các bạn quen cái nền tảng nào thì chọn cái đấy nhé. Ở đây mình quen sử dụng nền tảng MT4 thì mình sẽ chọn là MT4 này. Thông tin ở đây các bạn mà chưa điền ấy, thì các bạn điền vào. Chưa điền thì các bạn điền vào tên này, số điện thoại, địa chỉ, mã bưu điện. Cái mã bưu điện này các bạn mà không biết mã bưu điện tỉnh của các bạn ở đâu ấy, thì các bạn tra Google nha. Ví dụ như tỉnh Hải Dương, tỉnh Bắc Ninh thì các bạn cứ tra là mã bưu điện tỉnh Bắc Ninh, sau đó trên Google nó có thì các bạn điền vào. Ở đây thanh toán bằng đơn vị tiền tệ thì các bạn sẽ chọn bằng USD này, sau đó các bạn kéo xuống này. Ở đây các bạn sẽ click vào hai cái đồng ý này. Ở đây số tiền các bạn cần phải thanh toán cho quỹ STMO là 585.85 đô. Thì cái số vốn này nó sẽ thay đổi liên tục chứ không phải là nó cố định đâu. Ví dụ như sang tuần các bạn mà đăng ký thì nó lại là 583 đô hoặc 582 đô. Đây nó cứ thay đổi vậy thôi. Rồi đến cái bước này các bạn sẽ click vào xác nhận và tiến hành thanh toán này. Ở đây sẽ có Nuvei, Checkout, Skill và Confirm. Thì nếu mà các bạn thanh toán bằng thẻ Visa thì các bạn chọn cho mình là Nuvei và Checkout. Còn hiện trong video này mình sẽ thanh toán bằng crypto ấy, thì mình sẽ chọn vào Confirm nhé. Rồi ở đây thì mình sẽ chọn thanh toán bằng USDT này. Rồi ở đây mình cần phải thanh toán cho quỹ là 608 đô. Thì các bạn sẽ click vào Show Tone and Address này. Các bạn copy cái địa chỉ này. Bây giờ chúng ta sẽ vào trong cái ví Binance để tiến hành thanh toán. Các bạn để ý nhá, cái network ở đây là TRC20 này. Các bạn quay sang đây. Các bạn chọn này, TRC20 đây, tròn nhé. Paste cái địa chỉ vào nè. Rồi số tiền ở đây. Các bạn thấy ở đây là 608.69 này. Ở đây phí của nó là bao nhiêu, phí của nó là 1 đô thì mình sẽ chọn là 610. Thì số tiền thực chất nhận của nó là 609, 609 thì nó sẽ cao hơn số này là đủ rồi nhá. Ok, mình sẽ bấm hành tiến hành rút này. Bấm vào tiếp tục này. Rồi ở đây mình sẽ xác thực ở trên điện thoại là đã thanh toán. Ok này. Đấy, vậy là mình đã thanh toán xong rồi. Bây giờ mình sẽ quay sang đây. Rồi đợi cho quỹ STMO nó gửi tài khoản cho mình. Rồi ở đây các bạn sẽ điền địa chỉ email của bạn vào. Các bạn click vào Notify Me này. Sau đó các bạn đợi thôi. Đợi đến khi nào mà cái đoạn này nó hiện cái tích xanh là paste là đã được nhé. Rồi các bạn thấy hiện tại nó đã ghi từ pay là đã thanh toán. Vậy là các bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký quỹ STMO rồi. Bây giờ các bạn sẽ check mail đợi cho quỹ nó gửi tài khoản về. Đây, các bạn thấy này, thanh toán đã được chấp nhận.
Đây các bạn thấy hiện tại mình đã nhận được mail của quỹ STMO là gửi thông tin đăng nhập rồi. Các bạn thấy rất là nhanh không? Chỉ 1-2 phút là các bạn đã nhận được mail về thông tin đăng nhập rồi. Các bạn vào trong website của STMO ấy, các bạn load lại tài khoản nha. Các bạn sẽ thấy này, thử thách STMO này. Giờ các bạn sẽ tiến hành đăng nhập vào rồi trade thôi. Khá là đơn giản đúng không? Rồi, đấy chính là toàn bộ về quá trình đăng ký quỹ STMO cập nhật mới nhất bằng hình thức crypto cho các bạn. Nếu mà các bạn thanh toán bằng hình thức Visa thì các bạn quay trở lại cái bước như khi nãy mình báo ấy, các bạn sẽ chọn vào checkout hoặc là Nuvei rồi các bạn điền thẻ Visa vào là được. Còn crypto thì các bạn cứ làm theo cái video này của mình. Đấy. Rồi video này mình xin dừng tại đây. Các bạn có câu hỏi hay thắc mắc gì thì cứ việc inbox hỏi mình. Đừng quên ấy, đăng ký thi STMO hoặc là Zer5U thì click vào link ở dưới phần mô tả để ủng hộ mình nhé. Có câu hỏi gì hay thắc mắc gì thì liên hệ với mình hỗ trợ cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.